khi bạn là một YouTuber và nhà của bạn chưa có cái dàn để phơi quần áo thì chiếc tripod này thực sự là một giải pháp tuyệt vời. Cái này gọi là trong cái khó lo cái khôn đúng không? Nhìn hài quá thật sự. Rồi, đang quay video đâu, đang chờ em mãi. Bây giờ bạn ấy sẽ đi mua thêm một ít đồ để về lắp đặt. Bye bye bạn. Em có biết là hôm qua chị đã phơi đồ bằng gì không? Chị đã phơi đồ bằng chính con tripod mà. Đang quay cái này này, chị móc nó vào những cái chỗ mấu này này. Không, chị để đúng như thế này, xong chị móc vào đấy cái thanh ngang hoặc là những cái chỗ này này. Nhà có cái gì dùng đấy. Còn một vấn đề nữa, chị mới phát hiện ra là cái vùng cầu ấy nó không giữ nước ở bên trong, thế là ấn không xả được. Xả được chủ đúng không? Không còn được lắm. Đúng rồi, là nó bị làm sao? Như cái quả bán ấy, hoặc là nó táo bị hở, táo. Em chết của chị nhá. Ở bên trong kia. Đau đầu, đau đầu. À, nhưng mà vui ấy, tại vì lần đầu tiên set up một cái nhà bình thường vào toàn ở luôn em ạ, có biết cái gì đâu ạ, cùng lắm là chỗ này hơi bẩn, chỗ kia hơi xước thế thôi, chứ còn lắp đặt và sửa chữa thì đây là lần đầu tiên. Trời ơi, sao hôm nay mình cảm thấy tăng động nhỉ, không biết có phải vì buổi sáng ăn được quả dưa hấu không? Nói là nửa quả dưa hấu nghe có vẻ hết hồn đấy, nhưng mà thực ra đây nửa quả dưa hấu mọc trên cát nó cũng chỉ bé bé thôi, nó chắc rơi vào khoảng mấy lạng, 3-4 lạng đấy, mà mình trộn với chanh mật ong. Thế nào mà mình lại quay nó sáng nay nhưng có cái được hay cho mọi người này. Ok, bắt tay vào việc. Nói chứ mình chỉ làm màu thôi, làm cảnh thôi, mình là người làm này. À, hôm nay mình có là tay hình đen rồi đi dây điện lại tụi đòn để là sẽ thấy lắp cái để dính vào cửa ấy, để cửa nó không đâm vào mỗi khi mà gió chặn cửa đúng không? Thì là sẽ thấy lắp tỏa sang chống mùi hơi đau đầu. Đấy là những cái cơ bản nhất, sau đó rồi mà mới bắt đầu ngắm nghía xem là nên làm rèm như thế nào. Với cái bếp đã cảm nhận là chị không chịu được cái nóng mặt kia, nên là phải tính đến chuyện là để những cái này vào đâu đó cho nó gọn. Với cả mình phải mua tủ lạnh. Em chọn chị, hộ chị tủ lạnh. Để em quay sang ạ. Nó sẽ thấp thấp như thế này đúng không? Nếu mà tất cả mọi thứ dồn vào cái góc này đúng không? Có thương nó sẽ có bạn luôn cái tủ pallet sáng nay mình được, có em thấy tủ pallet sẽ được rẻ hơn nhiều vừa để mọc luôn. Thì khi mà chị nấu ấy, chị chắc chị sẽ có một cái bàn nữa để chị đến sơ chế nồi. Còn đứng ở ngoài kia mà nấu thì mình vừa nấu vừa tắm luôn mọi người ạ. À. Ok, let's get started. Rồi, cho mà chị các ông biết nha. Cơn bão. Cách đây cũng lâu rồi, cái thời mà Covid còn chưa xuất hiện ấy, thì mình đọc cuốn Lối sống tối giản của người Nhật, tác giả Sasaki Fumio. Như bao người thì trước mình nghĩ lối sống tối giản về một cái người mà chỉ mặc một kiểu trang phục hoặc là sở hữu rất ít đồ đạc. Nhiều người cũng nghĩ là phải vứt bỏ rất nhiều đồ để có được lối sống tối giản. Nhưng mà mình hiểu là ấy, cuộc sống khi nào nó trở nên quá tải, khi đồ đạc trong nhà bắt đầu kiểu không còn chỗ chứa nữa, thì mình nên chuyển hóa chứ đừng có vứt phí lắm. Nếu đồ là còn tốt, còn sử dụng được, bạn không còn nhu cầu dùng nữa thì bạn nên tìm người phù hợp và đem tặng lại. Mình nhận ra là rất nhiều điều khác trong cuộc sống được tối ưu hóa hơn nhờ tư duy tối giản. Không gian nhà mới này của mình thì mình không chỉ sử dụng để ở đâu, mà còn là muốn biến thành một không gian sáng tạo và chỗ gặp gỡ kết nối với đồng đội. Nên mọi người sẽ thấy là mình để khá nhiều khoảng trống trong căn nhà. Thời gian gần đây thì mình luôn cố gắng làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn rồi. Từ cách nói chuyện này, cách ăn mặc cho tới cách lựa chọn các mối quan hệ. Sở hữu ít đi thì giá trị mình nhận lại có vẻ bền vững hơn. Đặc biệt là mình có nhiều thời gian để hạnh phúc hơn. Cảm ơn mọi người đã đến đây và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.